Bạn nhỏ thân yêu ơi, một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi. Khắp nơi nơi, người người nhà nhà đang trang hoàng cây thông Noel thật rực rỡ, lung linh, đẹp mắt. Trong chương trình hôm nay, chúng mình thử vẽ và trang trí một cây thông cùng nhau nhé. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh V-Boss Kids Coloring. Trong tiếng Anh, cây thông Noel được gọi là gì nào các bạn? Đó là Christmas tree. Đúng rồi, đó là Christmas tree. Chúng mình vẽ một ngôi sao trang trí trên đỉnh cây thông Noel nhé. Tại sao là hình ngôi sao mà không phải hình mặt trời hay mặt trăng vậy? Có lý do cả đấy các bạn ạ. Nhiều người tin rằng ngôi sao đại diện cho phép màu. Vì tương truyền, một ngôi sao đã phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa xa mấy trăm dặm và là ánh sáng dẫn đường đến nơi Chúa chào đời. Từ đó, ngôi sao sáng lấp lánh trên đỉnh cây thông trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh. Ồ, hay quá! Chúng mình vẽ cây thông có 3 lớp lá tỏa xuống. Nhân tiện vẽ thêm vài quả trâu trang trí nha các bạn! Dưới gốc thông, chúng mình vẽ một cái chậu đựng nhé. Và quanh chậu là những hộp quà được bọc sẵn và thắp nơ thật đẹp. Có tận 4 hộp quà cho gia đình 4 người luôn này. Nếu nhà chúng mình có 5 người, thì vẽ 5 hộp quà nha. Thôi, vẽ luôn 10 hộp quà, tha hồ bóc. Thế thử thế quá! Khi Chúa Giê-xu cất tiếng khóc chào đời trong một cái máng cỏ, 3 vị vua phương Đông đã đến cùng 3 món quà tượng trưng để bày tỏ sự thành kính của mình. Ngày nay, những món quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bạn bè đấy. Vẽ xong rồi thì chúng mình làm gì tiếp đây? Một công đoạn thú vị, chính là tô màu. Đúng rồi, làm cho bức tranh của chúng mình thật là rực rỡ, sinh động nào các bạn. Hai màu sắc truyền thống thường được trang trí cho Giáng sinh chính là màu xanh và màu đỏ. Đó là vì cây thông luôn có màu xanh đấy các bạn ạ. Chúng mình lấy lọ màu xanh lục để tô trước nhé. Xanh lục trong tiếng Anh là dark green nha. Khi tô màu, chúng mình tô cho lớp lá trên cùng và dưới cùng, không tô lớp lá thông ở giữa nhé. Và chừa luôn mấy quả trâu ra không tô, để lát nữa tô màu khác cho nổi bật nha các bạn. Xanh lục cũng là màu nắp của một hộp quà luôn. Theo là màu xanh lá, chúng mình tô màu cây thông có 2 cấp độ màu xanh nha. Nếu xanh lục là dark green thì xanh lá chỉ là green thôi nhé. Bạn ạ, vào mùa đông, trong khi mọi cây cối đều héo rũ và trơ trọi thì riêng mình cây thông vẫn xanh tươi. Đây chính là điểm đặc biệt của thông so với nhiều loại cây khác. Cũng vì thế, mọi người dần coi thông là loài cây có sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phục sinh. Chúng mình lấy luôn màu xanh lá để tô cho hộp quà có nắp màu xanh lục nhé. Với ngôi sao trên cùng, chúng mình tô màu vàng đi. Màu vàng tươi sáng, chói chang, thật phù hợp để tô cho ngôi sao này. Màu vàng là yellow nha các bạn. Sẵn màu vàng, chúng mình tô cho nơ của hộp quà có nắp xanh lục và hộp quà đằng sau luôn nhé. Lọ màu đỏ đâu rồi các bạn ơi? Tô cho các quả trâu đi nào. Đỏ là red. Quả trâu đỏ lấp lánh trên nền lá thông xanh, thật là đẹp. Với các quả trâu, chúng mình có thể tô nhiều màu khác nhau, nên chừa vài quả ra không tô để lát tô màu khác nhé. Tô luôn màu đỏ cho một hộp quà bên dưới nào, trừ nắp hộp và nơi buộc ra nhé. Những quả trâu khác tô màu cam thì thế nào? Màu cam là orange. Cũng là ý hay đấy. Tô cho 3 quả trâu có màu cam nào. Ở đoạn này các bạn có thể sáng tạo tùy ý nhé. Hộp quà màu vàng cũng có nắp màu cam này. Nơ của một hộp quà khác có màu cam luôn cũng được. Chỉ còn 2 quả trâu thôi, tô màu xanh dương nào. Xanh dương là blue. Blue cho nơ của hộp quà màu đỏ và blue cho hộp quà có nơ màu cam. Thêm chút màu đỏ cho chiếc nơ của hộp quà màu vàng nhé. Với chậu cây thông, chúng mình tô màu xanh dương đậm nhé các bạn. Xanh dương đậm là dark blue. Các hộp quà có nơ màu cam cũng tô màu xanh dương đậm nhé. Cuối cùng là màu hồng, tô cho nắp hộp quà màu đỏ nào. Hồng là pink. Với thân cây thông, đoạn ngắn ngắn chỗ này, chúng mình tô màu nâu đỏ nhé. Bạn nào không có màu nâu đỏ thì chúng mình lấy màu nâu của gỗ để tô cũng được nhé. Chúng mình đã hoàn thành bước tô màu rồi đó các bạn. Bước cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng chính là tô đậm lại các đường nét của toàn bộ bức tranh nào. Vì sao bước này lại quan trọng? Đó là vì trong quá trình chúng mình tô màu, các đường nét này đã bị mờ đi, khiến cho bức tranh dù được tô màu vẫn có phần nào đó nhạt nhòa. Việc tô đậm lại các đường nét
sẽ giúp bức tranh của chúng mình trở nên sắc nét, rõ ràng và ấn tượng hơn nhiều. Ta là vậy. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thiện bức tranh cây thông Noel. Trong đêm Giáng sinh, hình ảnh cây thông luôn mang đến thật nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui. Vì màu xanh đầy sức sống giữa trời giá tuyết, ngôi sao lấp lánh hy vọng, những quả trời vùi mắt và nhiều hộp quà nữa chứ. Thêm một chú nghịch tuyết bên cạnh thì còn gì bằng. Các bạn đã cùng người thân trang trí cây thông Noel chưa? Chúc các bạn nhỏ và gia đình một mùa Giáng sinh an lành nhé. Yeah! Để không bỏ lỡ tập tô màu nào, chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.